Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh của mình tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xóa cái video Vivo Cloud. Hiện tại con máy nó đang bị Vivo Cloud nhé. Vivo tài khoản Vivo đấy. Máy này là Vivo i67 nhé, i67A. Ta làm tương tự nhé, i67A chính xác, i67 ta làm tương tự. Thôi thôi, chọn vào tiếng Anh này. Bước này ta sẽ bỏ qua, cam hơi mờ không lấy nét được. Rồi đây, nó sẽ bắt nhập password Vivo Cloud đây, Vivo tài khoản Vivo đây. Rồi giờ chúng ta sẽ vào tool MTK tool này, ta sẽ chọn rồi MTK tool nhá, ta chọn vào unlock format này, BBK Vivo Only, lấy chọn vào Vivo i83 nhé. Đó, bây giờ ta sẽ ấn Start này. Bây giờ chúng ta sẽ rút cáp ra, kết nối lại nhé. Thôi ta chọn Vivo i83 nhé. Đây để tôi chuyển máy. Ta bấm vào Start này. Rồi bây giờ ta ghim cáp nhé. Báo như này thành công nhé các bạn nhé. Đây cái dòng đồn đây. Hay nhỉ. Máy bắt đầu lên nguồn. i83 only nhé. Ok, bây giờ đợi khởi động máy lên nhé. Rồi sau khi lên này ta chọn tiếng Anh nhé. Mạng thì chúng ta skip đi. Rồi đây, nó sẽ xóa mất cái tài khoản Vivo của các bạn nhé. Skip. Này cái next. Use now. Rồi ok. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xóa tài khoản Vivo của con máy Vivo i67A nhé. Con này là i67A. i67 ta cũng thực hiện tương tự nhé. Ta chọn MRT, chọn Vivo i83 Only là được. Ok. Rồi chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.